Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên thời gian kết thúc năm học 2021-2022 đối với lớp 12 có thể kéo dài đến hết tháng 6 ở một số địa phương. Bộ dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021. Vì vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ không ban hành quy chế thi mới như mọi năm. Căn cứ diễn biến của dịch và tình hình triển khai công tác dạy học của các địa phương, Bộ sẽ có thông tin hướng dẫn cụ thể về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tới các địa phương, nhà trường, giúp các thí sinh yên tâm ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi, không gây xáo trộn tâm lý cho học sinh.